Người dân Hàn Quốc tức giận khi du khách Trung Quốc để trẻ em phóng uế trên đảo Jeju. Hiện tượng cá nhảy khỏi mặt nước ở Sơn Đông, Trung Quốc. Hạn hán trải rộng phía Bắc Trung Quốc, nông dân mất mùa gần 90%. Lũ lụt tấn công các tỉnh miền Nam, truyền thông Trung Quốc quay phim cứu trợ giả ở Phúc Kiến. Đặng Hiểu xin kính chào quý khán thính giả đang theo dõi chương mục điểm nóng trên kênh DBC. Thưa quý vị và các bạn, sau khi các hạn chế về thị thực trong thời gian đại dịch được hủy bỏ, số lượng khách Trung Quốc ra nước ngoài du lịch đã tăng lên đột biến. Song cùng với đó, lối cư xử bị coi là thiếu văn hóa của du khách Trung Quốc lại đang bị nhiều nước lên án. Du khách Trung Quốc để trẻ em phóng uế trên đảo Jeju Thưa quý vị, vào ngày 18 tháng 6, một tài khoản trên cộng đồng mạng Hàn Quốc Jeju Moon Coffee đã đăng tải bài viết với tiêu đề: Người Trung Quốc thực sự quá đáng, mời các bạn xem qua. Kèm theo là một bức ảnh cho thấy một đứa trẻ nhỏ tuổi đang đi vệ sinh ngay cạnh hàng cây rợp bóng trên con phố đông đúc ở Yeongdong, thành phố Jeju. Một người phụ nữ có vẻ là mẹ của đứa trẻ đang đứng bên cạnh và xung quanh họ là một lượng lớn khách du lịch đang đi qua về hè. Người này viết trên bài đăng không có vấn đề gì khi người Trung Quốc đi du lịch đến đảo Jeju, nhưng họ lại để con cái họ phóng uế ngay trên đường phố của nước khác. Là một người dân đảo Jeju, tôi rất tức giận nên đã gọi cảnh sát. Người này viết tiếp, người địa phương chỉ đi bộ qua đường khi có đèn đỏ, nhưng họ, tức người Trung Quốc, vẫn băng qua đường theo nhóm khi nhìn thấy đèn xanh, không biết họ có thường thức hay không. Một người Hàn Quốc khác chứng kiến sự việc cũng đăng tải đoạn video được quay vào thời điểm đó và cho biết, vì lần đầu tiên trong đời chứng kiến cảnh tượng như vậy nên tôi choáng váng một lúc rồi mới quay video. Họ đều là người Trung Quốc và vì không hiểu tiếng Trung nên tôi đã chỉ trích họ bằng tiếng Anh, nhưng họ lại phớt lờ. Hai bài đăng này nhanh chóng lan truyền trên nhiều cộng đồng mạng ở Hàn Quốc và truyền thông Hàn Quốc cũng đưa tin về vụ việc. Người dân nước này bày tỏ rằng du khách Trung Quốc thật mất vệ sinh và thiếu hiểu biết. Cảnh sát Jeju đã có mặt tại hiện trường ngay sau khi nhận được tin báo, nhưng không tìm thấy du khách Trung Quốc trong ảnh. Theo luật pháp Hàn Quốc, đi vệ sinh bên đường phố có thể bị phạt theo đạo luật trừng phạt tội nhẹ. Điều 3 của luật quy định rõ ràng rằng bất kỳ ai khạc nhổ hoặc đại tiện tùy tiện trên đường, công viên hoặc những nơi khác đông người tụ tập đều có thể sẽ bị phạt tới 100.000 won, khoảng 72,5 đô la Mỹ hoặc bị giam giữ. Với việc Hàn Quốc mở lại chính sách miễn thị thực cho du khách Trung Quốc đến Jeju và nỗ lực của chính quyền tỉnh Jeju nhằm thu hút khách du lịch Trung Quốc, các chuyến bay thẳng kết nối đảo Jeju và các thành phố lớn của Trung Quốc đã tăng lên đáng kể trong năm nay. Theo Hiệp hội Du lịch Jeju, tính từ tháng 1 đến tháng 4 năm nay, trong tổng số hơn 540.000 du khách nước ngoài, đã có đến hơn 424.000 du khách Trung Quốc chiếm hơn 78,6%. Hiện tượng cá nhảy khỏi mặt nước ở Sơn Đông, Trung Quốc vào ngày 20 tháng 6, một đoạn video đăng tải trên mạng xã hội Trung Quốc cho thấy cảnh tượng hiếm gặp khi một lượng lớn cá đã nhảy lên khỏi mặt hồ nước gần cầu Cốc Lý ở thành phố Tân Thái, tỉnh Sơn Đông. Hiện tượng kỳ lạ này đã dẫn đến nhiều suy đoán khác nhau liên quan đến vụ việc trên. Nhân viên chính quyền thị trấn Cốc Lý đã nói với truyền thông Trung Quốc rằng, cơ quan bảo tồn nước và bảo vệ môi trường của địa phương đang điều tra nguyên nhân cụ thể, nhưng hiện vẫn chưa có kết quả chính thức. Nhân viên này nói thêm rằng nguyên nhân có thể là do nhiệt độ ngày hôm đó quá cao, với mức nhiệt từ 35 đến 36 độ C dẫn đến thiếu oxy trong nước. Tuy nhiên theo một bài viết trên blog Net EC của tài khoản Nhật ký thám hiểm, một người đam mê câu cá có kinh nghiệm đã đưa ra quan điểm khác với lập luận trên. Người này cho biết, theo kinh nghiệm câu cá nhiều năm của tôi, hành vi nhảy khỏi nước tập thể của đàn cá là không đơn giản. Khi thiếu oxy, cá thường tỏ ra mệt mỏi, yếu đuối và sẽ không hoạt động hay phấn khích, trừ khi chúng phải chịu đựng một sự kích thích mạnh mẽ nào đó thì chúng mới đồng loạt nhảy cùng nhau, đó là một tình huống hiếm gặp. Bên cạnh đó, cảnh tượng này cũng đã gây lo ngại cho người dân địa phương và dẫn phát nhiều cuộc thảo luận cũng như suy đoán khác nhau trên internet. Một số người cho rằng đó là dấu hiệu báo trước của một trận động đất, nhưng cũng có người cho rằng đó có thể là do thời tiết nắng nóng và thiếu mưa tạo thành, chứ không phải là dấu hiệu báo trước cho động đất. Một số cư dân mạng bình luận, đây chắc chắn không phải là do thiếu oxy, nếu không có oxy, cá sẽ chỉ nổi lên chứ không thể nhảy cùng nhau. Hiện tượng này cũng xảy ra trong trận động đất ở Đường Sơn trước kia, hãy bật cảnh báo động đất trên điện thoại di động. Tôi nhớ trước trận động đất ở Vấn Xuyên, đài truyền hình cũng đã đưa tin về hiện tượng tương tự như vậy. Tốt hơn hết, mọi người nên thận trọng. Hạn hán tiếp diễn ở phía Bắc Trung Quốc, nông dân mất mùa gần 90%. Gần đây, thời tiết nhiệt độ cao và hạn hán tiếp tục diễn ra ở Sơn Đông, Hà Nam và các tỉnh miền Bắc Trung Quốc. Nông dân nhiều địa phương bị ảnh hưởng, cho biết thiệt hại mùa màng đã lên tới 90% và dự báo đợt hạn hán này sẽ còn kéo dài ít nhất 2 tháng đoạn video cho thấy cảnh tượng đất đai khô cằn và hồ chứa nước cạn trơ đáy ở sơn đông vào hôm thứ tư tỉnh sơn đông đã ban hành cảnh báo nhiệt độ cao màu cam người dân địa phương không còn cách nào khác phải chống chọi với cái nóng như thiêu đốt ông lý một nông dân đến từ tế nam tỉnh sơn đông cho biết ngày xưa khi chưa hạn hán nước sông chỉ cách con đường của chúng tôi vài mét bây giờ nó đã rút ngắn và khô cạn nước này được dùng để tưới tiêu cho cây nông nghiệp phía nam thành phố đều dùng nước ở đây để sinh hoạt Thời tiết khô hanh đã kéo dài hơn một tháng. Ông Lý cho biết thời tiết dạng này sẽ kéo dài thêm hai tháng. Ở Tế Nam giờ đây là một cái lò lửa. Bà Lưu, cũng là một nông dân ở Tế Nam cho biết, nhà bà đã trồng táo, đào, quả ốc chó và hạt tiêu đen trong năm nay, nhưng nắng nóng kéo dài và thiếu mưa khiến 90% vụ mùa của bà gần như không thu hoạch được. Bà nói tình hình hạn hán rất nghiêm trọng, kể từ những năm 1960, hạn hán chưa bao giờ nghiêm trọng như thế. Cục Khí tượng Trung Quốc cũng dự báo nhiệt độ ở một số khu vực tại các tỉnh trồng lúa mì như Hà Bắc, Hà Nam và Sơn Đông có thể sẽ tăng vọt trên 44 độ C, phá kỷ lục lịch sử về nhiệt độ cao trong tháng 6 năm nay. Trong khi các tỉnh phía Bắc Trung Quốc đang gánh chịu hạn hán nặng nề, thì mưa lớn đang hoành hành ở nhiều khu vực miền Nam Trung Quốc gây lũ lụt nghiêm trọng. Tuy nhiên, việc cứu trợ thiên tai của chính phủ lại bị người dân vạch trần là giả tạo. Truyền thông Trung Quốc quay phim cứu trợ giả ở Phúc Kiến Gần đây, mưa lớn đang hoành hành ở nhiều khu vực phía Nam Trung Quốc, dẫn đến lũ lụt bùng phát ở nhiều nơi. Tuy nhiên, người dân tiết lộ rằng việc cứu trợ của chính quyền chỉ nhằm mục đích quay phim tuyên truyền. Theo đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV, bắt đầu từ 14 giờ ngày 16 tháng 6 theo giờ địa phương, huyện Vũ Bình, thành phố Long Nham, tỉnh Phúc Kiến bất ngờ hứng chịu trận mưa cực lớn, khiến toàn huyện bị lũ lụt nghiêm trọng. Số người bị ảnh hưởng ước tính lên tới 47.800 người. 378 ngôi nhà bị sập và thiệt hại trực tiếp về kinh tế lên tới 4,15 tỷ nhân dân tệ. Mặc dù nhiều nơi ở nam Trung Quốc bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai trong những ngày gần đây, nhưng khi tìm kiếm các từ khóa liên quan lên Weibo, các báo cáo chính thức từ huyện Vũ Bình vẫn dừng lại ở con số 4 người chết trong ngày 17 tháng 6, trong khi người dân địa phương cho biết con số thực tế phải cao hơn nhiều. Trước tình hình này, chính quyền Trung Quốc tuyên bố rằng công tác cứu trợ thiên tai vẫn đang được tiếp tục. Tuy nhiên, theo nhiều phương tiện truyền thông nước ngoài, việc cứu trợ thiên tai chỉ là dàn dựng cho các phóng viên CCTV quay chụp và thực tế công tác cứu trợ đã bị đình chỉ. Theo đoạn video được đăng tải trên nền tảng Twitter, một người dân ở thị trấn Trung Xích, huyện Vũ Bình, thành phố Long Nham, tỉnh Phúc Kiến đã quay video cảnh hỗn loạn, bi thảm trên đường phố sau thảm họa. Người này nói trong video rằng bây giờ là ngày 20 tháng 6 năm 2024. Ngày thứ tư sau thảm họa, đã hơn 8 giờ sáng, chúng tôi bây giờ đang ở ngay trước mắt chính quyền thị trấn. Đây là con đường lên chính quyền thị trấn. Ngày hôm qua họ đã lập một ban tổ chức cứu trợ, còn có phóng viên tới quay chụp, nhưng hôm nay liền đình chỉ công tác cứu trợ, không cần làm nữa. Trong video, đường phố đầy bùn đỏ và nhiều người mang ủng để thuận tiện cho việc đi lại. Đồ đạc, vật dụng vỡ vụn vương vãi khắp nơi trông như một đống bừa bộn. Người này tiếp tục nói, đây là cứu trợ thiên tai. Chúng tôi là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất, họ lại đối xử với chúng tôi như thế này. Chính phủ này thật quá đáng. Sau khi đoạn video được tung ra, một số cư dân mạng bình luận, phóng viên CCTV không phải là phóng viên mà là biên kịch và đạo diễn. Ở đất nước này, người dân vùng lụt trở thành đạo cụ quay phim, cứu trợ trở thành làm màu. Sự lạnh lùng và giả dối này khi nào mới chấm dứt. Trong xã hội phô trương này, khổ nạn của người dân chỉ là một vở kịch không có khán giả thông tin vừa rồi đã khép lại cho mục điểm nóng của dbc chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo